mông cổng đuôi. Con của cho bản lôi à. Con này nó là con cọc tịt, con của chó bản lồi và con bố là con sứt. Hai con. Thằng vàng này thì thằng này thì vàng khá là cháy. Vừa ị quá, ra vừa ị hai đực. Đó. Đợt này thì cho con rất là nhiều nhưng mà cũng hỏng rất là nhiều. Vì nuôi cái mật độ nó dày quá. Nuôi cho to thì ok mà nuôi cho con thì nó bị khi nó đẻ ra cho con là cái mật độ nó dày quá. Thế khi nó dày quá thì đây, như tầm này là tai cho nó kênh kênh như thế này. Nhưng mà nuôi tiếp và nó không có cái chỗ thả nhiều thì tai nó không lên được. Đó, thì là đầu tiên là hai cái con cún con này là mình sẽ quyết định là sẽ bán sớm để cho mọi người về mọi người nuôi, bán rẻ thôi. Thì ai mà quan tâm hai cái cún con này thì có thể liên hệ nha. Hai con đều là đực, một con thì vàng cháy hết. Rồi, nhìn nó đi lại, một con vàng cháy hết và một con thì màu này là theo kiểu màu vàng nhưng mà có pha đen, pha giải về sau, pha giải đen ở trên lưng đấy. Còn chân của nó, nhìn chân của nó là màu vàng rồi. Và đợt này thì trại có quyết định là để sẽ chia khoảng chục con chó trưởng thành là cái con chó bản, chia để nhờ tìm 3 người nuôi cùng. Trại sẽ gửi chó cho mọi người nuôi một con đực kèm với lại 2 hoặc 3 con cái. Mọi người sẽ nuôi cho trại có thể là 2 năm rưỡi. Có thể là nếu mà mọi người nuôi nó có thể nuôi cho trại 2 năm rưỡi thì đây nó còn có một cái khoảnh đất này. Sau 2 năm rưỡi nữa thì mình sẽ lấy lại cái khoảnh đất này thì sẽ làm thêm ô chuồng, thì mình sẽ đón cún về để mình chăm. Đó. Sẽ chia ra 3 nơi, chỉ cần yêu cầu là nhà là rộng rãi và quý chó. Nhà thì rộng rãi để chó nó nuôi nó được thả. Và quý chó, còn chúng bọn cún này thì nó rất là thuần chủ và ngoan, ở sạch. Mọi người mà ai mà nhận nuôi được thì sẽ liên hệ với trại qua cái số điện thoại 0901008234. Sẽ chọn ra 3 chỗ để nuôi. Mỗi chỗ một con đực kèm với 2 hoặc 3 con cái. Chi tiết cụ thể thì mọi người quan tâm thì chi tiết cụ thể mọi người sẽ liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234. Nói chung là trên cái tinh thần là để mọi người nuôi hộ và ăn chia. Còn sau 2 năm rưỡi 3 năm nếu mà mọi người mà thấy con chó nó ngoan và mọi người muốn giữ lại nuôi thì cũng sẽ để cho mọi người nuôi ở cái giá gọi là hữu nghị nhất. Đó. Này thì đàn này là chỉ có 2 em đực thôi. 2 em đực này là sẽ bán sớm nhá. Bán sớm để mọi người về nuôi sớm cho nó lên tay nhanh. Em vàng này rất là đẹp đấy. Đây nè, tắm này. Vàng này. Lưỡi có một tí chấm. Thằng này sao, há miệng ra xem nào. Thằng này thì màu nó hơi lem màu. Hai thằng đều là cọc tịt. Thằng vàng này thì dáng giống con bố này, giống con sứt này. Dáng này là chó là về sau là sẽ tương đối là cao chó. Ok, mọi người mà quan tâm cún con
cọc, hoặc là mọi người mà có thể nuôi được kết hợp mà những cái con cọc bản mà mình đã bắt về, hay là một số con mình giữ lại mình nuôi, thì mọi người sẽ liên hệ nhé, để làm sao cho nó đỡ bị lãng phí. Và gửi chó ấy, thì nó có một cái là khi mà tách nó ra gửi ra mấy nhà nuôi thì cái khoảng không gian nó rộng, con chó nó sẽ sinh sản nó sẽ thuận lợi hơn, nó không bị lãng phí cái con giống. Những cái con giống nó rất là khôn và rất nhiều công để mình đi mình tìm mua bắt ở trên bản về, là một cái. Thứ hai nữa là mọi người sẽ có những cái con chó khôn để mọi người nuôi nó trong nhà. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.